chương không một từ hôm nay trở đi làm thần hào bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com quản trị mạng quản trị mạng trong lúc ngủ mơ hứa triết nghe được hơi có vẻ chói tai tiếng la mơ mơ màng màng mở mắt ra trong nháy mắt phát hiện không đúng đây là quán nét hứa triết ngốc ngốc nhìn xem cảnh vật chung quanh không biết rõ tự mình vì cái gì tỉnh lại sau giấc ngủ vậy mà xuất hiện trong quán nét tự mình không phải hôm nay sách mới lên khung, nhưng là tồn cảo không đủ nhiều, cho nên trên rạng sáng đỡ về sau, liền đi ngủ cũng không có ngủ, một mực thức đêm tại gõ chữ sao. Đến cuối cùng một mực bạo hơn 10 chương về sau, bên ngoài sắc trời đã chậm rãi sáng lên, thực sự chịu không được bối rối hắn mới nằm xuống đi ngủ, chuẩn bị ngủ lấy mấy giờ về sau tiếp tục đứng lên gõ chữ, như thế nào đi vào trong quán Internet. Quản trị mạng ngươi rốt cục tỉnh nhanh cho ta xem một chút ta máy tính là chuyện gì xảy ra a à. bây giờ lập tức liền 6 điểm, mệt mỏi liền muốn đổi mới, ta chờ đánh đồ đâu. Bên người vang lên lần nữa vừa rồi đánh thức tự mình cái thanh âm kia, hứa triết lúc này mới phát hiện bên cạnh mình đứng đấy một cái nhìn 17-18 tuổi tiểu tử, chính một mặt lo lắng nhìn xem chính mình. Gọi ta quản trị mạng. Nhận lầm người A. À. Mới vừa tỉnh lại, trong đầu còn có chút mơ hồ, có chút làm không rõ trước mắt tình huống nhưng thanh niên trước mắt mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng xem ra không đem hắn đuổi đi không được hứa triết thuận miệng qua loa nói đoán chừng trong thời gian ngắn không sửa được ngươi trước đổi thai cơ tử đi đừng chậm trễ ngươi đánh mệt mỏi nhưng ta là bao đêm a à, không phải dùng thẻ căn cước không có cách nào đổi tiểu tử vội vàng nói nếu như không phải như vậy lời nói hắn cũng không cần chuyên môn đến hô hứa triết tỉnh lại biết rõ biết rõ ngươi mở máy móc sau đó đi thôi cái nhường thu ngân cho ngươi đổi. Hứa triết khoát khoát tay, có chút không kiên nhẫn trả lời. À, vậy được rồi. Thanh niên sau khi đi, hứa triết mới có thời gian xem xét tự mình tình huống, rất nhanh liền phát hiện một cái làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi sự thật. Hắn vậy mà trở lại 8 năm trước. Theo năm 2018, trở lại năm 2010. Lúc ban đầu, hứa triết là không dám tin tưởng mình ý nghĩ này, nhưng là xác định tự mình không phải đang nằm mơ về sau, hắn mới chậm rãi bắt đầu tiếp nhận. Nơi này không phải là tự mình thuê lại cái kia chỉ có thể buông xuống một cái giường cùng một cái máy tính phòng nhỏ, mà là trước đây tự mình bởi vì đánh nhau trốn học bị trường học khai trừ về sau, là có thể miễn phí lên mạng mà lựa chọn làm quản trị mạng quán nét. Làm quản trị mạng, hứa triết là có một cái chuyên môn máy tính, cách quầy ba gần vô cùng, thuận tiện ban đêm có thế trong năm quầy ba mặc dù trong quầy ba còn có một cái nữ hài tử phụ trách lấy tiền khởi động mấy con nhưng ở quán nét trực ca đêm lời nói ít nhất phải liên tiếp nửa tháng ban ngày nếu là có chút chuyện ban đêm khẳng định sẽ khốn cho nên đồng dạng thu ngân cùng quản trị mạng đều sẽ tách ra đi ngủ bởi vì vừa rồi ngủ thời gian dài không có điều khiển máy tính màn hình đã tự động đen màn hình hứa triết vội vàng nắm chặt con chuột bắt đầu xem xét lên hiện tại cụ thể ngay năm 2010 ngày 30 tháng 7 năm giờ 52 phút. Còn kém 8 phút, liền đến 6 điểm thành dưới đất đánh mệt mỏi thời điểm, tại một lần nữa tỉnh lại màn hình về sau, hứa triết trên máy vi tính cũng ngay tại vận hành thành dưới đất, bất quá mệt mỏi đã đánh xong, xem ra cùng vừa rồi người thanh niên kia, cũng là đang đợi mệt mỏi đổi mới. Bất quá bây giờ hứa triết lực chú ý đâu còn có thế để xuống đất trên thành. Hiện tại hứa triết đầy trong đầu đều đang nghĩ 8 năm qua, đến cùng có bao nhiêu to lớn kỳ ngộ. Hứa triết phát hiện, sau khi trùng sinh, tự mình trí nhớ trở nên so với ban đầu cường hãn rất nhiều, mặc dù không tới có thể đem 8 năm qua sự tình chi tiết không bỏ sót ghi ở trong lòng, nhưng hơi trọng đại một ít chuyện, vẫn là có rất sâu sắc ký ức. Sau khi trùng sinh ban đầu muốn làm chút gì? Bỏ vốn mã lão bản. Không được, hiện tại đã là 10 năm, mã lão bản thanh toán bảo đã sớm làm lớn. Hứa triết nghĩ đến, thậm chí bây giờ còn chưa có uy chắc thanh toán đối thủ này, thanh toán bảo tại quốc nội di động thanh toán lĩnh vực hoàn toàn là một nhà độc đại trang diện, không nói hiện tại mã lão bản không thiếu tiền, liền xem như thiếu tiền, cũng sẽ có vô số người nguyện ý bỏ vốn thanh toán bảo. Rất nhiều người đều nói qua sau khi trùng sinh chuyện thứ nhất chính là đi cùng mã lão bản giữ gìn mối quan hệ, tốt nhất có thể tại hắn khó khăn thời điểm giúp hắn một chút, dạng này về sau cả một đời đều không cần sâu, nhưng hứa trước khi trở về ở giữa không đúng. Hiện tại là năm 2010, Mã lão bản mặc dù tài sản cá nhân tại quốc nội Phú Hào bản vừa mới xếp tới 92 tên, nhưng A Lý đã đưa ra thị trường, mặc dù ở giữa trải qua nhiều lần đầu tư bỏ vốn, Mã lão bản cổ phần cũng không tính cao, nhưng chỉ là một cái A Lý, liền để Mã lão bản giá trị bản thân đạt tới 79 ức nhân dân tệ. Chưởng quản lấy giá trị trăm tỷ công ty, hiện tại Mã lão bản sẽ thiếu tiền chờ chút. Giống như có cái gì bị ta lãng quên. Hứa triết nhíu mày, cẩn thận nhớ lại trong lòng kia ti linh cảm nơi phát ra. Hiện tại thanh toán bảo, tại quốc nội không có bất kể đối thủ nào. Hồi tưởng lại vừa rồi chính mình nói chuyện, hứa triết mãnh liệt đứng lên, mặt mũi tràn đầy phấn chấn chi sắc. Quy chát Hiện tại là năm 2010, quy chát là năm nay mới bắt đầu đã được duyệt, mãi cho đến sang năm mới có thể phát hành, nếu như ta có thể đem uy chát chiếm làm của riêng lời nói. Hứa triết đôi mắt càng ngày càng sáng, trong lòng tràn đầy phấn chấn. Nếu như có thể sớm khai phát ra uy chát, đồng thời cuối cùng phát triển đến tự mình trước khi trùng sinh rầm rộ, như vậy sẽ là khái niệm gì? Đánh giá giá trị trăm tỷ USD, đây là hứa triết xuyên qua trước đó, vô số uy tín cơ cấu cho ra đánh giá, thậm chí có thể nói toàn bộ chim cánh cục tập đoàn, Chỉ ít có một nửa giá trị cũng tại uy chát lên trăm tỷ giá trị bản thân, cho dù là tại năm 2018, cũng đủ để thôi động hứa triết trở thành toàn thế giới phú hào bản lên cao cấp nhất mấy cái kia vị trí. Làm lại một thế, làm sao có thể còn tầm thường vô vi? Hứa triết lẩm bẩm nói. Cái này 8 năm tiên tri kinh nghiệm, đủ để kiếm đến kinh khủng tài phú. Từ hôm nay trở đi, ta muốn làm thần hào. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.